Chiều qua, Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin bước đầu nguyên nhân vụ nổ lò hơi khiến 6 người tử vong xảy ra tại một công ty gỗ trên địa bàn xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu. Theo Công an tỉnh Đồng Nai, lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày tại công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ Bình Minh thuộc xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 6 công nhân tử vong tại chỗ và 5 người khác bị thương đang được cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lỗi kỹ thuật của lò hơi. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh Đồng Nai đã kịp thời có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đưa người bị nạn đi cấp cứu, thực hiện các biện pháp giải quyết ban đầu, phong tỏa và khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đồng thời thăm hỏi động viên các nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 20 triệu đồng, mỗi gia đình có nạn nhân bị thương 10 triệu đồng.